Đó thì hôm nay mấy con hiểu thêm về cái phần có câu hỏi là duyên giác và thinh văn, đó là cái nhị thừa thiền của Phật giáo Nguyên thủy là có hai cái phần đó, nhưng mà cái phần độc giác cũng như Đức Phật là cái phần độc giác, còn thầy là bán độc giác, tại vì còn đọc kinh sách Phật được hiểu mớ cho nên nó bán, còn mớ nó chưa hiểu. Còn bây giờ mấy con mới hiểu hết thông suốt cái đường đi rồi đó thì mấy con mới gọi là thinh văn. À, thinh văn nghe hiểu thông suốt từ tu nó là thinh văn, còn thầy mới được phân nửa. À, do cũng nương vào những cái pháp của Phật mới được phân nửa hiểu biết, còn phân nửa chưa hiểu biết thì nó bán độc giác chứ không thể nói độc giác hoàn toàn. Còn ông Phật á, thì hoàn toàn là độc giác hoàn toàn, cho nên một mình tự tu tự suy ngẫm ra những cái điều mình tu. Bởi vì bốn thiền của đạo của Bà La Môn á, thì nó là thiền ức chế tâm, bốn thiền của Bà La Môn thời đó ức chế tâm, còn bốn thiền của Phật là do ly dục ly ác pháp mà ra. À, nó thành ra cũng từ cái tên đó, nhưng mà các cách thức tu nó khác, nó không giống nhau, cho nên Bà La Môn thì không chứng được đạo giải thoát, mà Đức Phật lại tu chứng đạo giải thoát. Không phải trong thời Đức Phật không có bốn thiền, trước Phật có bốn thiền mà, nhưng mà thiền của ngoại đạo nó do nó tu ức chế tâm nó vào. Còn khi mà Đức Phật tu thì Đức Phật ly dục ly ác pháp mà nhập vào cái sơ thiền, cho nên nó có khác nhau ở chỗ mà khi tu cái đó nó không được thì Đức Phật mới mới bỏ cái pháp của Bà La Môn mà đi vào cái chỗ suy tìm ra cái đường đi của mình. Còn thầy thì nhờ nương vào cái pháp tác ý của Phật, rồi bắt đầu nhờ đó mà thầy tác ý, rồi tức cuối cùng thầy cũng đạt được. Thì mấy con thấy trên con đường đi thật sự ra thì nó cũng nhờ cái người trước một chút, Đức Phật thì cũng nhờ những cái pháp sai, nhưng mà rút tỉa từ cái sai đó, bỏ ra, bỏ bớt ra những cái sai của nó ra, bỏ cái sai mà lấy cái đúng của nó mà thực hiện. Cho nên con thấy năm cái pháp của Bà La Môn thì Đức Phật bỏ ba pháp còn lấy hai pháp là giới luật và trí tuệ đó, mấy con thấy bỏ mà còn lấy hai, tại vì Bà La Môn nó có trí tuệ và giới luật, do đó bỏ hai, lấy hai bỏ ba. Còn thầy ở đây thì hoàn toàn chưa hiểu Phật, nhưng mà lấy một phần của Phật mà bỏ bao nhiêu đại thừa ra, không có xài đại thừa. Trong lúc đó tu tập thì bây giờ đâu có dám chơi đại thừa nữa, cứ hãy mình nhiếp tâm vô đại thừa nó không vọng tưởng thì nó sinh ra tưởng, cho nên đâu có dám mà tu tập nó. À, cho nên vì vậy mà ngồi chơi chứ không dám khoanh chân nữa, khoanh chân cái nó vô, nó lọt vô trong cái không không niệm, bởi mình tập không niệm nó quen rồi. À, cho nên nó lọt vô trong đó nó rất khó. À, vậy mà thầy chỉ cần còn có tác ý để cho xả tâm mình mà thôi, mà cuối cùng là thành tựu. Có con tí trong cái vấn đề mình quyết tâm thì được, từ cái chỗ không biết nó cũng đi đến cái chỗ mình biết, và bây giờ thì mấy con rất là rõ ràng rồi, cái đường đi của mấy con rõ ràng. Bây giờ còn là được thầy kiểm tra coi thử coi có quan sát được cái thân thọ tâm của mấy con không nữa. À, hôm qua thầy ngày buổi chiều hôm qua buổi sáng thầy dạy cho chúng, và buổi chiều á thì thầy kiểm tra bốn người, bốn người thầy không cho nhiều, kiểm tra bốn người để xem xét coi cái trên thân quán thân như thế nào đúng như thế nào sai, coi quán được hay không. Từ lâu thì mấy con đã tu tứ niệm xứ nhiều rồi, nhưng mà thầy xem xét lại coi cái con mấy con quán coi đúng không. Thì đúng á, thì cho tu. Thì vừa rồi thì có một vị thầy xin thầy đó cho con ở lại lớp chứng kiến, thầy nói bây giờ trên thân quán thân như thế nào, thì vị thầy nó nói con những cái bài vở của con á thì con làm chưa xong, con sợ cái tri kiến con nó chưa đủ, trong khi đó mà ngồi tu tứ niệm xứ nó không đủ thì tức là nó không xả. Và như vậy mà con xin thầy cho con ở lại, con không có buồn gì đâu, con ở lại tu một cái khóa sau cũng được để mà con làm cho hết bài vở. Thì cái vị thầy đó xin thầy như vậy, nhưng mà thầy nói thôi bây giờ cứ ráng tu, bởi vì lần lượt thì cố gắng ở trên cái phần mà tập tu của mình, thì lần lượt cái gì mà mình làm bài chưa hết thì mình đọc lại các bài của những người khác, thầy cố gắng là thầy sẽ in ra nhiều bài, bài nào mà được đầy đủ thì thầy sẽ in ra cho mấy con học và nghe để hiểu biết, để tích tập những cái hiểu biết đó, để sau khi cái tâm mình có những cái niệm thì nhờ cái hiểu biết đó nó xả, và đồng thời khi mình hiểu biết thì tự nhiên ở trong tâm mình nó tự có xả rồi. Nghĩa là từ cái lớp học chánh kiến á cho tới hôm nay, mấy con mà người nào mà được trọn vẹn hiểu biết, và mấy con cũng có một số người cũng hiểu biết nó chưa được trọn vẹn lắm,
Nhưng mấy con xét ra thì hiện bây giờ cái tâm của mấy con cũng nó tự nó xả hiểu biết đó, nó xả nhiều cái dục tham, nhiều cái điều kiện dục sân của mấy con nhiều lắm, ở trong đó nó xả nhiều lắm chứ không phải ít. À, đó là mấy con thấy cái giai đoạn mà mình tu về chánh kiến thôi, mà bây giờ nó xả nhiều lắm, tự nó ở trong đó nó xả. Chứ mình chưa có phải nói rằng tôi phải tắt ý tôi xả đâu, mà nó xả. Rồi cái lớp chánh tư duy mấy con quan sát được cái thân của mấy con nó xả nhiều nữa, tự cái quan sát được là nó sẽ xả rồi, chứ không phải đợi có cái niệm khởi ra rồi xả. Nghĩa là khi mà quan sát tâm nó không phóng dật, nó nhìn vào cái thân nó rồi thì tất cả những cái tham sân si tự nó xả xuống nữa. Đó, nó xả như vậy cho nên bây giờ đó thì cái trạng thái thanh thản của mấy con đó nó sẽ kéo dài ra. Rồi cái thân của mấy con đó, nó không có còn mỏi mệt đau nhức nữa. Nó tự nó xả ra. Từng cái thân của mấy con bệnh đau đó mà mấy con tỉnh thức quan sát được ở trên cái thân của mấy con được rồi thì tất cả những cái bệnh đó nó cũng đẩy lui ra được. Nó đẩy lui, nó làm cho cái thân của mấy con mạnh khỏe hơn. Con hiểu chưa? Chứ nó không phải là đợi tôi tác ý tôi đuổi bệnh nó mới hết, không phải đâu. Khi mấy con tỉnh thức là cái chướng ngại đó nó cũng bị đẩy lui ra. Nó hay như vậy đó. Bây giờ cái tri kiến mấy con đã hiểu thì tự nó xả cái tham sân si của mấy con ra nhiều đó. Mấy con cứ ngẫm lại coi, nó cái hiểu biết của mấy con á, nó sẽ xả mấy con. Cái tâm từ tâm bi của mấy con mà khi đọc lại những cái bài đó, nó trong cái bài mấy con gợi những cái lòng thương yêu lên trước cái chúng sanh mà đau khổ đó, thì bây giờ nó tăng trưởng lên, cái lòng thương yêu nó có tăng lên, cái tâm từ tâm bi mấy con có tăng lên nhiều, chứ không phải là như hồi mấy con chưa hiểu đâu. Cho nên từ cái chỗ mà hiểu biết đó, nó giúp cho mấy con xả cái tham, nó tăng cái lòng thương yêu, cái phả thiện pháp nó tăng dần lên rất nhiều ở trong bốn cái tháng học này. Và bây giờ đó, trên cái lớp mà tứ niệm xứ này, nó bắt buộc mấy con quay lại nhìn nó, mà nhìn nó với một cách tự nhiên không bị ức chế đó, thì nó xả tham sân si cũng rất nhiều. Nghĩa là mấy con khỏi cần phải xả niệm nhiều đâu, mà xả rất nhiều, tự mà mấy con tu tập quán được thân thôi, nó xả rất nhiều. Rồi tới cái giai đoạn cuối cùng để mà quét nó là nhiếp phục tham ưu. Nghĩa là mình tỉnh thức được rồi, mình quán được thân tứ đại mình rồi, bắt đầu bây giờ đó mình mới xả các cái ưu phiền, cái chướng ngại trên đó. Nó đi từng bước mà mấy con. Các con hiểu chưa? Chứ bây giờ mấy con quán thân chưa có được mà đòi xả nữa thì mấy con lung tung hết rồi. Thân quán không được, bắt đầu có niệm này kia cái vô cái lo mà mình đẩy lui, mình quán, mình đẩy lui nó động hết, nó còn cái gì đâu nữa. Ví dụ như bây giờ các con đừng nhìn cái tân con này. Bắt đầu bây giờ cái đầu đau nè, thì buộc lòng mấy con phải ở trong hơi thở, nhiếp trong hơi thở, an trú trong hơi thở, mà tác ý là tác ý cái bệnh, chứ đâu lẽ mà tác ý tỉnh thức cái thân. Có phải mấy con gián đoạn khoảng đó không? Như vậy là mấy con có quán cái thân mình nữa không? Bây giờ ở trên pháp đẩy lui chướng, chứ làm sao mà gọi là mà giờ đẩy lui cái bệnh của mấy con, đẩy lui 1 giờ 2 giờ mấy con mất cái thời gian mà tỉnh thức ở trên thân mấy con bao lâu không? Các con hiểu chỗ thầy muốn nói chưa? Cho nên bây giờ đó, thí dụ như chẳng hạn nào, bây giờ mấy con đó, nếu mà mấy con đã ở trên cái sức tỉnh thức của nó thì cái thân của mấy con nó tự sung mãn, nó cũng ít bệnh đau nữa. Có bệnh nó cũng tự nó xả cái bệnh nó ra rồi. Còn bây giờ mấy con cứ lát này lát kia lát nọ, được cái kẽ hở của mấy con tùm lum tà la ra mà không có bảo đảm được cái sự nhiếp tâm tỉnh thức ở trên cái thân của mấy con. Bắt đầu vô cái lớp này, giờ nào mấy con cũng phải tỉnh thức ở trên thân. Cố gắng để mà tập tỉnh thức ở trên thân, khoan xả. Nghĩa là bây giờ trong cái giai đoạn này là tập tỉnh thức, cho nên nó có từng cái niệm, từng cái gì đó là mấy con thiếu tỉnh thức, cho nên nó mới có niệm. Do đó mấy con cứ tập tỉnh thức nó lại thì nó sẽ không có niệm. Có vậy thôi. Mà tỉnh thức cao chừng nào nó là định tĩnh. Mà định tĩnh thì nhu nhiếm dễ sử dụng thì nó đủ pháp nó để cái gì. Nó là cách thức như vậy. Để rồi thầy dạy tới đây, cái lớp chánh kiến nó giúp cho tri kiến của mấy con nó thả cái tham sân si. Rồi cái lớp chánh tư duy mà vô chánh tư duy thì nó định tĩnh trên cái thân của nó đó, thì nó xả tham sân si một lần nữa. Nó định tĩnh được và nó xả một lần nữa. Cho nên nó mới cái lớp chánh kiến á, thì mình tu tập bằng cái tri kiến của mình để xả cái tham sân si, để cho cái hiện tiền của tứ niệm xứ nó lộ, cái chân lý nó lộ mặt ra. Nó xả thô nó lộ mặt ra. Mà khi mà tu tập hơn một chút nữa,
thì mấy con trở cái lớp chánh tư duy thì mấy con ở trên tứ niệm xứ thì nó lại xả ra thêm một phần nữa, thì lúc bây giờ nó mấy con thấy cái niệm nó đâu còn nữa đâu, cái niệm mà xẹt ra xẹt vô thì nó không còn nữa. Bởi vì mấy con tỉnh thức tâm nó không phóng dật thì nó làm sao nó có niệm được. Cho nên phải tập đúng, mà tập không đúng thì bị ức chế là sai. Nó bây giờ mấy con ức chế thì tưởng nó phải xuất hiện, mà tưởng xuất hiện cũng là chướng ngại chứ nó làm sao mà nó bất động được, các con hiểu không? À, cho nên khi mà chúng ta tu đúng không bị ức chế thì luôn luôn nó thanh thản an lạc vô sự, nó không có niệm gì xen vô được. Bây giờ nó tỉnh thức, các con thấy nó đi đến cái mức độ như vậy, là cái thời gian mấy con mà tỉnh thức được như vậy đó thì nó tới định tĩnh thì coi như mấy con xong rồi, tâm nó định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng rồi, nó xong rồi. Thì bắt đầu mấy con đâu có phải là cực khổ phải quán xét gì nhiều đâu, mà nếu mà trong khi đó mấy con còn phải thấy niệm tới niệm lui nhiều đó là mấy con mất sức định tĩnh, thì bắt buộc là do mấy con ở trên lớp chính kiến còn thiếu, buộc lòng mấy con phải làm từng cái bài để xả từng cái niệm này. Thì bắt đầu mấy con mới suy tư, mà suy tư thì nó lớp chính kiến chứ làm sao chánh tư duy được. Chánh tư duy người ta định tĩnh để mà do sức định tĩnh mà người ta xả tâm của người ta, các con hiểu không? Còn bây giờ cái lớp mà chính tư duy và lớp chính kiến á, thì chúng ta tư duy suy nghĩ để cái đầu óc của chúng ta hiểu biết tất cả ác pháp, cái đúng cái sai để nó xả. Đó là cái lớp chính kiến, thấy không? Còn chính tư duy là định tĩnh trên thân của chúng ta, mà định tĩnh thì nó nhiếp phục được tham ưu của nó, con hiểu không? Mà tới cái giai đoạn mà chưa định tĩnh thì nó làm sao nó nhiếp phục được? Mà chưa định tĩnh á, thì bắt đầu bây giờ mấy con mới lòi ra cái lớp của mình chưa lên được cái này. À, bởi vì lên gì mà bây giờ nó cứ niệm xẹt ra xẹt vô rồi thọ đau chỗ này chỗ kia, nó làm sao nó định tĩnh được? Cho nên buộc lòng mấy con phải làm những cái bài trở lại, coi từng cái niệm của mấy con, cũng ngồi trên cái lớp chính tư duy cho mấy con ngồi, chứ sự thật là mấy con đang ở cái lớp chính kiến. Bởi vì mấy con phải làm cái bài, bây giờ có cái niệm này, niệm ái kiết sử nè, tại sao nó còn? Là do đó đó mấy con thấy nó chưa xả rồi, mà nó chưa xả rồi thầy cho lấy cái đề tài đó, cái niệm ái kiết sử này, thì mấy con phải viết cái bài như thế nào để xả dùm cái niệm này cho thầy. Rồi bắt đầu thầy chịu khó thầy đọc lại. Thì như vậy là trong lúc đó bây giờ ở trong lớp chúng ta còn được 3 người 2 người, thầy đọc khỏe quá có 3-4 bài. Còn bao nhiêu thì nó đang ở tỉnh thức, nó khỏi viết bài thì thầy phải sướng chứ sao. Chứ để không mà người nào cũng viết bài chắc là thầy chết luôn, chứ thầy đọc hết muốn nổi. Đọc riết mờ con mắt đó mấy con, chứ không phải dễ đâu. Đọc rồi đi ra coi như là đứng dậy mà nghỉ xả hơi đi ra dồn trời gì không có thấy nó mờ. Mà dường như chữ nó nhả gì nữa, nó nhảy lần, nó làm như là cái con gì mà quăng gì nè, nó thấy hàng chữ nó mở đi ra dồn ngoài trời mà thấy chữ nó cái hàng chữ vậy, nó nhả vậy nè. Nên dùng cái đôi mắt của thầy dùng đến với cái lực như vậy đó, mấy con biết đọc nhiều quá đó, thầy biết mấy con biết nhiều thì thầy đọc nhiều, mà đến đổi mà sử dụng con mắt mình mà trong khi đó như vậy thì thầy thấy chắc ngày nào chắc là thầy cũng giống như ông A Na Luật, ổng không thấy đường nữa chứ, muốn thấy là chắc phải dùng tâm minh mới thấy. À, cho nên vì vậy mà thầy mong rằng trên cái lớp chính tư duy này thầy sẽ khỏe hơn, là và tại vì cái lớp chính tư duy này thì mấy con cứ tập tỉnh thức thôi, chỉ còn sót 1-2 người mà cứ niệm tới niệm lui rồi này kia đó thì bắt buộc phải làm bài thôi. Thì trong 10 người thì chắc còn được 1-2 người làm bài, còn 8 người kia khỏi làm bài thì thầy đỡ rồi. Đọc mà chừng 1-2 người thì thấy khỏe rồi, không có khó khăn. Còn những người khác mà vào đây á, thì thầy không tiếp nối cái lớp học của họ. Tại sao mấy con biết họ vô sao mà bắt thầy phải đọc cái bài nào là nhân quả thảo mộc, chắc chết thầy rồi. Nghĩa là cái lớp này đi qua rồi thì lo dạy cái lớp mới này, đừng mình nghĩ xa hơn chút. Cái này bắt là chưa có khai giảng cái lớp mới mà bắt thầy đọc bài của họ nữa thì thôi chết rồi. Mà có con biết bây giờ vừa là ở trong cái lớp học, mà những người mà ở xa họ gửi bài qua mạng mà không chấm bài họ thì cũng tội, nên cũng phải chấm. Thì nó quá cực thầy chứ đâu phải không. Nhưng mà thầy mong rằng để sắp tới như chúng ta ở xa người ta học hàm thuận người ta học cũng được rồi, còn mấy con ở gần mà không ráng tu thì có. Rồi thí chừng cái lớp chánh tư duy thì họ làm sao họ tu đây mấy con, họ ở xa họ làm sao họ tu. Ở lớp mà chánh kiến thì có thể làm bài dở dở cho thầy chấm được rồi, nhưng mà tới cái lớp chánh tư duy thì làm sao? Nghĩa là thầy phải trực tiếp thầy hướng dẫn cho mấy con, rồi thầy còn phải coi như là cho giờ giấc của mấy con tới giờ nào rồi tăng giờ lên như thế nào, lần lượt cho mấy con nối tiếp cái thời gian dài ra không còn ngủ nữa.
để mấy con hoàn toàn đạt được cái đạo giải thoát chứ. À, lúc bây giờ đó mà người nào mà nói nhức đầu mà à, thì thầy cho đi về liền tức khắc, chứ thầy đâu có cho ở đây mà thầy mất công trị bệnh, phải không? Thôi nhức đầu về nghỉ đi, chứ ở đây tu không có hiệu nổi đâu, để cho người ta không nhức đầu người ta tu. À, tới cái lớp này một là mấy con chết, hai mấy con nói mà than bệnh một cái là thầy cho về đó, không có nói bệnh bệnh gì hết, ở đây chết là chết chứ không có bệnh nữa. Vô cái lớp chính tư duy này là phải tu tập phản hồi, mà nếu mà mấy con mà thấy mấy con mà cái kiểu của mấy con mà bị bệnh á, thì thầy xem xét kỹ là bị bệnh mà do ức chế tâm là đi về, chứ còn không ở đây mà ức chế tâm mai mốt điên loạn người ta nói thầy dạy điên hết cả đám này mới mang tiếng chung nữa. Cho nên cái người nào được là để ở tu cái lớp chánh tư duy này, đi đến rốt ráo cuối cùng cho đến cái lớp chánh, cái lớp chánh ngữ chánh nghiệp. Còn nếu mà không được thì chặn mấy con ở lớp chánh tư duy này thôi, ở chánh kiến này thôi, mới còn ở đó mà quán cho nó càng quán càng sâu thì càng xả, chứ lên nữa không được. À, đó thì mấy con chuẩn bị không? Bây giờ thầy trả lời tiếp của cái câu hỏi này của cô Nghiệm rồi. Câu thứ nhất, con cúi xin thầy chỉ dạy cho con biết tu tập và sự tu tập. Cái câu thứ nhất của con đó, tu tập con hiểu khi đã thông hiểu giáo pháp của Phật, biết được bản ngã của con, phải có biện pháp diệt trừ bản ngã đó không? Thì tất cả những cái pháp của Phật mà hiện giờ con tu như bây giờ đó, thầy nói như mới vô tu con ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, như tứ chánh cần chẳng hạn, rồi tứ niệm xứ, tất cả những cái pháp đó đều là pháp diệt ngã. Diệt ngã, nhưng mà diệt cái ngã ác pháp chứ không phải diệt cái ngã mà thiện pháp. Cho nên ở đây con nói như thế này nè, tu tập con hiểu khi đã hiểu giáo pháp của Phật, biết được bản ngã của con, phải có biện pháp diệt trừ bản ngã đó ngay. Diệt trừ bản ngã đó ngay không có diệt trừ được đâu, mà phải đi từng pháp hàng ngày, mình diệt từng cái ăn cái ngủ, đó là cái giới luật của Phật mà, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh không hề vi phạm những lỗi nhỏ, đó là diệt bản ngã con. Rồi diệt từng cái tham, diệt từng cái tâm sân, tâm phiền não, diệt từng cái tâm ham muốn nhỏ nhặt cái này cái kia nọ, đó là diệt bản ngã. Tất cả mọi cái đó lại đều là diệt bản ngã chứ không có gì hết. Đó là hiểu được Phật pháp, nhưng mà phải tu tập chứ không phải hiểu là nó diệt bản ngã được. Phải có biện pháp, nó không có biện pháp nào nữa hết, mà nó có pháp. Nó có pháp chứ còn mình không có thêm biện pháp nào nữa. Có ý vậy con nói vậy không? Nó không có biện pháp nào hết, mà nó là pháp tu để mà diệt ngã. Đó, diệt ngã của nó. Sự tu tập khi biết được đặc tính của từng giới hành kết hợp với đặc tướng của con để tu hành cụ thể, khi có niệm khởi hoặc không có niệm khởi đều suy nghĩ kỹ hai đặc tướng của giới hành. Ví dụ con thèm ăn đường, lúc đó con tỉnh giác tác ý liền tham ăn đường là tính xấu ác, hay nhất định nhiếp phục tính tham ăn, từ đó con nhất định không ăn, gọi là sự tu tập, có đúng không? Đúng, đó là cái pháp tu tập. Ví dụ như con thích ăn đường, con ngăn chặn lại ăn đường là ác pháp, ăn đường là còn dục, còn ham ăn. Như vậy là con ngăn chặn, con không làm theo nó, tức là con ly. Nhưng mà ở trong cái sự mà tham ăn đó, là do nó còn cái niệm tham ăn đó, là cái tri kiến hiểu về thực phẩm bất tịnh con còn ít lắm. Khi mà hiểu về thực phẩm bất tịnh, khi nó khởi muốn ăn đường thì ngay đó nó thấy đường là một cái chất bất tịnh. Từ cái đống phân kia mà cây mía nó ăn vô, nó mới thành ra cái nước đường đó. Cho nên vì vậy mà cái đống phân bất tịnh dơ đó, nếu mà cây mía đó trồng ngay cái thân người ta mà chết á, thì nó hút cái chất thân người ta chết, nó sẽ lên nuôi làm cái thân mía. Cho nên con cái về cái ăn mà nó còn thích, ví dụ vậy đó, thì con lại thấy được bất tịnh ngay liền, bởi vì con đã học cái bài đó rồi. Thì cái bài đó nó sẽ ngăn chặn cho cái tâm tham ăn của mình mà con khỏi cần mà tác ý. Còn hồi đó thì mình chưa có thấu suốt, chưa có thông suốt được cái thực phẩm bất tịnh. Cho nên vì vậy mà khi tham ăn mình ngăn chặn nó, chứ sự thật ra mình chưa có thông suốt được cái thực phẩm bất tịnh, cho nên mình ngăn chặn nó thì có cái ức chế.
có ức chế cái tâm tham ăn của mình. Cho nên vì vậy lúc sau con ăn vậy chứ mình bảo nó vậy chứ nó cũng thấy đường nó thèm, nó chưa phải hết. Không ai nói thật mà mấy con. Còn khi mà mình bị, khi mà mình quán được thực phẩm bất tịnh rồi á, thì cái gì mà món ăn nào nó khởi thèm ra thì ngay đó nó trong đầu nó nói món ăn bất tịnh, mày đừng có ham. Đó là nó chưa có thấu suốt được cái lý bất tịnh, chưa có thấm nhuần được cái lý bất tịnh. Chứ thấm nhuần được cái lý bất tịnh là nó hết muốn ăn rồi, nó không có thèm cái gì nữa đâu. Nghĩa là từ cái lớp chánh kiến á, nó đã xả hết những cái tham ăn tầm bậy tầm bạ của chúng ta. Mà cái bài mà quán cái thực phẩm bất tịnh á, mấy con chưa thông suốt, cho nên nó còn những cái như vậy. À, cho nên nếu mà thông suốt được, bây giờ thầy nói các pháp vô thường, mà các con thông suốt rồi, bây giờ đem được của cải tài sản, mà quần áo, cái vòng vàng gì, cái tiền bạc, đem cho mấy con không ham đâu. Nó các pháp này vô thường, không có gì tôi mang theo được hết đâu. Đừng có cho mà để chặt ra trong thất tôi mất công kiếm đồ này kia rồi, nó đủ thứ thôi dẹp đi. Tôi ở trong thất tôi bây giờ bày một bát thôi, tôi không ham nữa. Vì tôi biết tôi thông suốt các pháp vô thường, thân tôi cũng vô thường, có gì mà tôi giữ có được đâu, mà cứ mang đến cho tôi như thế này chắc chết tôi. Rồi tôi quán thân bất tịnh, còn quán thực phẩm bất tịnh, mà cứ đem cái đồ ăn này vô, nào sữa nào bơ nào này kia, trời đất ơi, nó bất tịnh gần chết mà mang vô đây cho tôi thấy tôi quắt gốm nó rồi, bà con mang đi ra giùm. Thế mà đi đâu vòng nó đi xa xa cái đem về, nào là mua trái cây này kia. Ở đời thì người ta không thấy bất tịnh, người ta biếu nhau. Mình đã thấy bất tịnh mà còn sách đi biếu nhau là biếu làm sao đấy. Cái đồ bẩn thỉu mà đem cho người ta. Thôi bây giờ thầy nói bây giờ đó, mấy con gói một cái gói phân đi, nó hôi tối mới xách lại mới cho người ta đi. Rồi người ta nhận không? Chắc chắn mấy con cho cái kiểu vậy. Thì bây giờ bánh trái, trái cây nó đều hôi thối như vậy, thì thử hỏi mấy con đã hiểu rồi, mấy con xách đó mấy con biếu người ta. Nội đây mình đã hiểu rồi mà xách biếu như vậy, mà bảo người ta không từ chối, mà từ chối thì giận. Nói nên nó làm lẽ, nó không chịu. Thật sự ra trong cái sự tu tập của mình rồi thì bắt đầu bây giờ nó không còn biếu nữa mấy con. Đây bây giờ mấy con nghe những cái khi mà người ta dắt sữa bò, con bò nó chịu đau đến cái mức độ nó quỵ xuống như vậy để lấy sữa, mình còn nỡ lòng nào mà uống ly sữa mấy con? Không uống nổi. Có phải không mấy con thấy không? Tại sao mà bây giờ mấy người hiểu rồi, mấy người đem sữa biếu tôi về, biếu cái đau khổ này cho tôi nuốt cái này vô được à? Đem đi đi đi, đừng có để ở đây. Có phải không mấy con? Đó là cách thức chúng ta tu tập thấm nhuần được cái lý, cái tâm từ bi của chúng ta không thể nào ăn uống một cái có cái sự đau khổ trong đó mà chúng ta nuốt được. Tại sao chúng ta không thấm nhuần được cái lý này mấy con, mà chúng ta làm theo cái kiểu thế gian như vậy? Người thế gian là người ta vô minh, người ta không có hiểu, người ta mới biếu xén với nhau những cái đồ quý đồ này kia. Còn chúng ta là những người hiểu rồi thì chúng ta còn thích thú cái gì nữa mà chúng ta? Thứ nhất các pháp vô thường, có cái gì là thường đâu mà chúng ta ham? Nay đem món này, nay đem món kia. Bữa nay cái máy này nó hay lắm. Trời ơi, các pháp vô thường, tôi không có ham máy gì hết đâu. Bây giờ ngồi đây mà tỉnh thức, cái thân mà tôi tỉnh thức chưa nổi để mà ở đâu máy, đặng nó lôi tôi nghe cái giọng của thầy thuyết giảng thì chắc tôi chết luôn với cái giọng đó đó. Tôi có tỉnh thức tôi được đâu, hay là tôi tỉnh thức ở trong cái bài giảng của thầy, tôi nghe ở đây để rồi tôi tu, chứ không phải tôi nghe rồi tôi cứ nghe hoài. Rồi tôi nghe hoài đây rồi chắc nó thành nhạc mất rồi, còn thầy á thành ca sĩ mất. Để mấy con nghe nhạc có đúng không? Bởi vì thầy nói tu chỗ làm sao mà chỗ đúng, chứ còn nếu mà như thế này biết chừng nào mà nếu nó cho xong mấy con. Đó thì do nó cái chỗ mà hiểu, cái chỗ mà mấy con hiểu, cái chánh kiến của mấy con hiểu, cho nên thầy nói khi mấy con thông suốt được cái lớp chánh kiến của mấy con rồi, những cái pháp mà thầy cho rồi, thì tất cả những cái tham dục của mấy con nó đều xả ra hết, nó không còn nữa mấy con. Tại vì mình chưa hiểu, chứ mình hiểu mà hiểu thật hiểu đó, hiểu nó thấm nhuần đó, thì ăn nó cũng không thèm, vật chất nó cũng không ham, cái gì nó cũng không ham hết. Nó biết nó rõ ràng, nó biết như thật mà nó còn cái gì nó ham nữa mấy con? Không ai cho gì nó thèm hết đâu. Mà nó cũng không sợ mít lầm cái gì hết đâu, từ chối thẳng, này không được đâu, tôi thấy nó bất tịnh tôi không dám ăn nữa đâu. Cam quýt này nó để ba bữa nó chín rục, ông nuốt cũng vô nó hôi, mà nó thúi nó này kia đủ thứ, nó còn tư tốt thì nó thèm, chứ nó hết tư tốt rồi nó là đồ bất tịnh không,
Cho nên từ cái tu mà được thấm nhuần được cái lớp chánh kiến rồi, thầy nói qua lớp chánh tư duy rất là nhẹ nhàng, mấy con quay vô mấy con nhìn thân mấy con. Tại vì mấy con lớp chánh kiến nó chưa đủ, nó chưa đủ cái sự thấu suốt được cái lý của Phật pháp, cái lý như thật của các pháp. Cho nên nó còn cái dục, cho nên mấy con cứ ngồi đây cái niệm này khởi, niệm kia khởi ra. Còn kia nó còn ham gì nữa nó khởi. Con nó ly rồi, nó chán quá rồi. Mấy con mà ngồi đây mà còn nhớ ăn nhớ uống là nó chưa có chán, tức là thực phẩm nó còn tịnh, nó còn thanh tịnh, nó còn ngon. Chứ còn người ta chán rồi ông cũng không dám khởi nghĩ thèm nữa. Bởi vì mấy con hết tham rồi thì nó không có cái gì mà cái niệm nó trong đầu mấy con được. Con vì vậy mà thầy nói, nếu mà tu đúng từ ngay cái lớp chứng kiến, đã chứng kiến thì nó còn tà kiến ở đâu? Mà không còn tà kiến thì cái niệm gì mà ở trong đầu của con gọi là tà kiến ở đâu? Con còn hiểu chưa? Cho nên đi chịu khó mà làm những cái bài này cho nó thông suốt. Một lần chưa thông suốt, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, mười lần, trăm lần, ngàn lần. Mà một ngàn lần vậy nó không thông suốt, nó thấm nhuần ở trong tâm của mấy con ghi gốm lắm. Cho nên vì vậy mà cái lòng mà tham đắm rồi nó hết sạch, nó không còn gì nữa. Các con hiểu không? Cho nên lẽ ra thì mấy con phải học cái lớp chứng kiến này nó một năm, nhưng nó mới có bốn tháng à. Mà thầy cho dội quá, lẽ là một năm chắc thầy chết mất. Tại sao? Tại vì nội chấm bài mấy con không là chừng nửa năm thầy đã mù mắt rồi. Thì thầy nói cái vấn đề đó, mấy con cứ nghĩ đi, suốt cứ đêm ngày mà cứ đọc, bật đèn lên đọc, rồi ban ngày cũng đọc, đọc đến chứ bài dở như mấy con viết như thế này mà thầy không đọc làm sao đọc cho hết. Nó đọc như cái tủ sách, cả cái tủ sách đọc cái, đọc cái bài này rồi tới cái bài kia, đọc bài kia bài nọ. Thì người nào cũng cũng biết, cũng có ý đó thôi, nhưng mà phải đọc hết chứ, không lẽ đọc bỏ rồi thầy làm sao thầy biết ở trong nói sao. Phải đọc hết, đọc hết rồi bắt đầu đầu óc mình cũng phải theo dõi cái đọc đó, rồi con mắt phải làm việc nhìn. Có con biết à, mấy con viết bài mấy con cũng thấy mệt nhọc, mà thầy đọc của mấy con còn mệt nhọc hơn. Bởi vì 60 người thì 60 cái bài, mà bài nào bài nấy cứ cái tập trăm trang không thì mấy con đọc trời ơi như đọc cái thư viện. Cho nên mấy con biết là thầy muốn cho mấy con mau một chút, nhưng mà mấy con phải thấm nhuần. Lẽ ra nếu mà cách đây mà còn cái sức khỏe thầy còn cỡ chừng 40 tuổi 50 tuổi thôi thì thầy mở cái lớp này chắc thầy khỏe lắm, bây giờ sức khỏe nó còn. Còn bây giờ đó thầy sử dụng sức khỏe thì nhiều như vậy thì nó hao ghê gớm lắm, tuổi thì yếu rồi mà sử dụng như vậy là kêu là quá sức của nó. Con mắt thầy làm việc, cho nên bây giờ thầy con biết không, luôn lúc nào mà thầy nhìn ra ngoài trời là có mây trắng hết, ở dưới mặt đất cũng có mây trắng mà nhìn lên trên cũng có mây trắng. Nó có cái dệt mây nó mờ vậy, nó làm như con mắt của mình không trong nữa được. Nó làm việc nhiều lắm biết không à, nhưng mà điều kiện nó không sao đâu, thầy chỉ cần khó ngồi lại sử dụng con mắt mình lại. À, móc con mắt này bỏ, lấy dây chai gắn vô thì nó trông lỡ. Thầy có cách thức làm nữa không sao. À, nhưng bây giờ mình cứ xài đỡ đi, xài đỡ chừng nào nó ấy rồi thì mình sẽ gắn lại cái đôi mắt mới, không có gì. À, nhưng mà ráng mấy con, ráng tu tập. Đó thì hôm nay đó thì những cái điều mấy con hỏi thầy, thầy sẽ trả lời. Và câu thứ hai, khi tu tập tứ niệm xứ, có niệm khởi cũng tốt, không có niệm khởi cũng tốt. Không mà theo con nghĩ có niệm khởi cũng tốt, không niệm khởi đúng vậy. Đối với tứ niệm xứ thì không có ức chế nó đâu, à, nó có cũng vậy mà không có cũng vậy. Nhưng sự thật ra mình tỉnh thức thì không có niệm, tại vì mình thiếu tỉnh thức con nó mới có niệm xen vô được. Mình tỉnh thức tức là luôn luôn lúc nào tôi tỉnh thức ở đây, nhưng mà tỉnh thức đến mức độ mà định tĩnh thì làm sao có niệm được. Con tỉnh thức thì nó xen vô, không biết cái niệm gì nó có xẹt đó, tức là con tỉnh thức đó. Mà con không tỉnh thức thì nó xẹt ra, nó lộ cái hình nó ra ở, bây giờ nó thèm ăn đây, nó muốn ăn đường đây, hoặc là nó muốn cái gì đó, nó cởi ra rõ cái hình đó. Còn khi nó xẹt qua mình biết, tức là mất tỉnh thức ở trên đó mà cái niệm khác đánh vô. Mà một thời gian sau thì cái niệm có niệm hay không niệm nó không quan trọng, mà mình tập mình quan sát được thân mình kỹ lưỡng hẳn rồi thì không có niệm vô nữa. Mà cái lớp chánh kiến nó đã ngăn diệt rất nhiều về cái niệm đó rồi. Cái lớp chứng kiến nó xả hết các niệm con rồi, nó xả. Mà luôn cả khi mà nó xả như vậy, cái thân của các con nó không bị cái dục, nó không bị các cái niệm ác, cho nên cái thân của con nó khỏe mạnh hơn là cái người mà chưa tu tứ niệm xứ đâu con.
cho nên nó khỏe mạnh, cho nên cái thân nó cũng ít đau nữa. Con có bệnh đau mà con tu tập cái chính lớp chính kiến thôi, tự nó xả cái bệnh con nó cũng giảm. Nghe, cái người nào mà thấu suốt được cái chính kiến, hiểu biết các cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, các pháp vô thường, thì chắc chắn là họ không còn lo lắng gì cái cơn bệnh, cái thân bệnh của họ nữa hết. Họ không còn, khi mà họ thông suốt được cái các pháp vô thường rồi, họ hiểu biết rồi, thì cái thân bệnh họ coi như cái đồ bỏ. Bởi vì thọ cũng là vô thường, bệnh là cũng là vô thường, họ đâu có cái gì mà gọi là của mình đâu, có cái gì đâu là thường đâu mà sợ. Cho nên từ thấu suốt rồi thì tự tâm của mấy con vững vàng vô cùng trước cả pháp rồi. Cho nên tự trong cái thấu suốt đó thì các thọ nó cũng bị lui rồi. Tại sao nó lui? Cái bệnh của mình hồi nào tới giờ đó, mình có cái sự mình còn chưa hiểu, cho nên mình còn lo nó đó. Tuy rằng nói vậy chứ mình còn lo cái bệnh của mình lắm. À, cuối cùng á thì khi mình thông suốt rồi, mình hiểu rõ rồi, thì lúc bây giờ nó không còn có nữa. Nó thản nhiên lắm, nó không còn lo lắng gì bệnh đau hết. Bây giờ nó thông suốt rồi. Nó biết là các pháp vô thường, thọ vô thường, nó không còn lo nữa. Do nó cái niệm nó không có khởi ra. Tại vì bây giờ mấy con bệnh đau trong thân, mấy bệnh đau thì cái niệm nó khởi ra. Nó khởi ra bây giờ uống thuốc, hoặc là dùng pháp này để tắt ý, dùng pháp kia để đuổi nó đi. Ở đó thì mấy con phải có cái niệm. Bởi vì nó nhất cái đầu là phải nghĩ cách thức chứ sao. Đó là cái niệm nó khởi ra rồi. Còn bây giờ các con do cái sự thấu suốt được các pháp vô thường, thọ là vô thường, cho nên vì vậy mà khi mà nó thông suốt được rồi thì do đó nó không cần khởi niệm. Mặt đau gì đau kệ, nó chẳng cần lưu ý gì đến cái vấn đề đó. Mọi pháp ở trên thế gian này nó đều vô thường. Tự nó thấm nhuần là nó có cái sự thản nhiên. Thản nhiên. Mà nó thản nhiên á, nó thản nhiên thì cái bệnh nó giảm đi. Nó hay lắm. Mình bị tập trung trong cái cảm thọ đau đó mà cái bệnh mình tăng. Còn mình thản nhiên thì cái bệnh mình nó nhẹ nó thành hết, nó không có gì. Cho nên tự nó, thay vì bữa nay thầy bị nhức đầu nè, mà do cái sự hiểu biết các pháp nó vô thường cho nên bữa nay không nhức đầu. Tại sao vậy? Tại vì nó đâu có quan tâm đến nhức đầu đâu, cho nên nó không có bị nhức đầu. Tự nó xả ra. Mà cho nên nội cái lớp chính kiến á, mấy con thấy từng cái tâm niệm của mình nó cũng xả nè, cái dục tham nó cũng xả nè, rồi cái ác pháp nhức đầu đau bụng này kia nó cũng xả ra. Còn mấy con mà không thấu suốt được cái lý các pháp vô thường á, thì nó hơi một chút là bắt đầu nó tập trung vô đó. Nó tập trung, nó tư duy, nó suy nghĩ về vấn đề, nó sinh ra phóng dật phóng niệm đó. À, có niệm khởi cũng tốt. Niệm khởi đó là thiện hay ác, điều mổ xẻ để tâm vắng lặng, quay vào trong thân, để tâm định trên hơi thở, vô hơi thở ra, để thân thọ tâm pháp đang được thanh tịnh dần dần. Đó là có niệm khởi cũng tốt. Niệm thiện nên tăng trưởng. Kính bạch thầy dạy cho con hiểu. Trong cái niệm thiện hiện giờ thì mấy con tu như vậy là được. Nhưng mà tới giai đoạn này thì tới qua cái giai đoạn mà chính tư duy á, thì thầy sẽ kiểm tra trở lại, hướng dẫn cho mấy con kỹ lưỡng hơn, để cho mấy con biết cách nó định tĩnh ở trên được cái thân của mấy con, tức là quán thân của mấy con. Còn bây giờ thì mấy con tu như vậy là mấy con xả cái những từng tâm niệm của mình từ lâu tới giờ thì theo cái phương pháp cũ, con theo phương pháp cũ đó là đúng chứ không có sai. Nhưng mà tới cái giai đoạn mà bước qua cái lớp chánh tư duy này á, thì kiểm tra lại từng cái định tĩnh ở trên cái thân tâm của con, tức là luôn luôn lúc nào các con cũng tâm cũng không phóng dật mà quay vô ở trên thân của con, thì thầy sẽ kiểm điểm lại cái phần kế tới của lớp tu kế tới. Nó không phải là còn tu chung chung như ngày xưa nữa, đây là chuyên rồi mấy con. Tới cái lớp chánh niệm nó không phải giống như cái sự tu từ lâu tới giờ mấy con tu. Cho nên mấy con khi mà tu những cái pháp chung chung như vậy đó, nó chưa phải là đi tới cái rốt ráo, mà nó chỉ biết các pháp tu như vậy thôi. Cho nên nó thường mấy con dậm chân tại chỗ. Tại vì cái lớp phổ thông mà nó chưa chuyên nghiệp thì nó chưa thể chứng quả la hán được. Còn cái lớp mà thầy dạy tới đây là cái lớp chuyên nghiệp, cái lớp chuyên sâu về vấn đề mà chứng quả. Chứ không phải là mình tu chung chung. Người tu chung chung thì biết chung vậy đó, chứ là tu tứ niệm xứ này vậy, có niệm thì quán đuổi, còn có thân đau nhất thì đẩy lui bằng cách này kia. Nhưng ở đây dạy cho mấy con tỉnh thức ở trên thân, để từng cái sức tỉnh thức định tĩnh đó mà tất cả những cái niệm đều được xả,
rồi nó không ức chế đâu, bởi vì mình có tập trung cái chỗ nào đâu mà ức chế, cho nên mình không ức chế đâu. Nhưng mà cuối cùng thì nó xả cả cảm thọ của mấy con, nó không xảy ra cho mấy con nữa. À, đây là cái mới mẻ nhất mà của cái lớp chiêm, của lớp chiêm tu. Mà nó không, nếu mà bởi vì cái lớp này là phải có một vị thầy, người ta hướng dẫn cho mình từng chút để cho mình biết cách, rồi người ta mới cho mình vào tháng tu. Mà mình nắm chưa vững thì mình tu là mình bị ức chế. Nghĩa là nó xê xích một đường tơ thôi, không khéo thì mấy con bị ức chế tâm. À, bây giờ thí dụ như nói tâm thanh tạng là vô sự, thì bắt đầu mấy con ngồi đây, cái mấy con lặng lẽ để nhìn cái thanh tạng là vô sự, nó cuối cùng thì mấy con không quan sát ở trên thân mà dùng cái tâm của mình ức chế cái kia, là dạy cho mình chung chung thôi. Cho nên vì vậy mà coi như là nó hơi có niệm ra niệm vô. Còn cái này không, nó không ức chế, mà người ta dạy cách thức của mình quan sát quán thân, là quan sát cái thân của mình thôi, mình quán cái thân của mình thôi, chứ còn không có dùng nó một cái đối tượng nào. Ví dụ như mình quán cái thân của mình mà thấy cái bụng phình lên sập xuống, cái mình nương vào chỗ đó phình lên sập xuống thì mình lọt vào thì mới sắp lại ức chế. Rồi mình quán thân mà cứ thấy hơi thở ra vô mà không thấy cái thân thì bị ức chế trên hơi thở rồi. À, mình quán thân mà mình thấy cái trạng thái thanh tản đang yên lặng mình vẫn thấy, đó là mình bị ức chế rồi. À, cho nên vì vậy mà sau khi kiểm tra lại để đưa mấy con đi sâu vào để mà chứng đạt, thì tự ở trên cái chỗ mà mấy con nhiếp tâm, mấy con quán thân thọ tâm của mấy con, là cái chỗ đó nó sẽ khắc phục tham ưu của mấy con ở trên chỗ đó, nó để sự cái ưu phiền ở trên đó nó không tác động được vậy. À, đó là một cái thầy sẽ dạy sao B. À, không mà không có niệm thì nó ở trong cái thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà trong thanh thản an lạc vô sự đó thì trong lúc đó nó, cái tâm của con á, nó không có niệm, mà nó sẽ ở đâu? À, nó ở trên hơi thở, mà nó hơi thở mà nó phải biết cách quan sát thân nó thì nó đúng, mà nó ở trên hơi thở mà nó cứ biết hơi thở ra vô thì nó sai. Nó không niệm, nó thanh thản an lạc vô sự đó, mà nó lại cái tâm của con nó sẽ bám vào cái hơi thở thì nó sai. Còn nó bám vào cái thân tứ đại nó, tức là nó bám vào, nó quan sát cái thân của nó thì nó đúng. Niệm tịnh và niệm động. À, niệm tịnh là tâm đã thanh tịnh nhu nhiến. Cái niệm tịnh là tức là cái niệm là cái tâm, và cái niệm là cái thân, cái tự giữa thân mình đau là cái niệm của thân, mà cái niệm của tâm là nó khởi ra cái niệm này niệm kia là của tâm. Mà bây giờ niệm thân và niệm tâm đều là thanh thản an lạc, nó không còn niệm nữa, thì nó không còn niệm nữa bằng cách là mình thấy được cái tâm mình nó luôn luôn nó định tĩnh trên thân là đúng. Mà bằng cách của nó ở cái chỗ mà nó không có niệm, mà thân nó không đau nhức, nó ở trong một cái trạng thái hỷ lạc nào đó, xuất tưởng hỷ lạc nào đó, và đồng thời cái tâm của mình nó sẽ tập trung trong cái đối tượng nào để quan sát chỗ đó, thì nó thanh tịnh này nó sẽ nhu nhiến, nó dễ sử dụng, hay hoặc là cái thanh tịnh này nó chỉ lọt vào trong cái cảnh, cái trạng thái của tưởng, xuất tưởng hỷ lạc. Còn niệm động là tâm còn phóng dật, khởi niệm thiện niệm ác. À, đúng vậy. Bây giờ niệm tịnh này là nó không phải riêng có phần tâm, mà niệm tịnh này nó có phần tâm nữa, ở phần thân nữa. Thân không đau nhức, không mỏi mệt, đó là tâm, là thân không niệm. Còn tâm có niệm là khởi cái vọng tưởng ra, nghĩ cái này nghĩ kia là tâm có niệm, mà tâm không niệm là không có khởi ra. Mà tâm không niệm mà tâm mà thân niệm, thân có mỏi tay mỏi chân mỏi chỗ này mỏi chỗ kia đau nhức chỗ nọ là thân nó có niệm, do nó cả thân tâm. Chứ ở đây con nói niệm tịnh là tâm đã thanh tịnh nhu nhiến, nghĩa là chỉ có tâm không thì không đủ, mà phải có thân nữa là nó mới đủ. Mà thân tâm mà đủ thì nó phải định tĩnh ở trên bốn chỗ thân tọa tâm pháp của nó, tức là định tĩnh. Mà khi mà nó định tĩnh thì nó nhu nhiến, nó dễ sử dụng. Còn cái chữ nhu nhiến của Phật thì lúc định tĩnh nó mới nhu nhiến, còn ở đây nó thanh tịnh thì nó chưa nhu nhiến đâu. Nó thanh tịnh, nó yên lặng đó, nó yên lặng trong cái giờ phút đó mà nó chưa đủ cái sức của nó, hoặc là nó yên lặng trong một cái trạng thái của tưởng nào đó thì nó chưa đủ sức. Mà nó chưa đủ sức thì nó chưa nhu nhiến dễ sử dụng được đâu, mà nó gọi là định tĩnh nhu nhiến dễ sử dụng. Nó định tĩnh ở đâu? Nó định tĩnh ở trên tứ niệm xứ, vì cái pháp môn tứ niệm xứ cho nên định tĩnh trên tứ niệm xứ. Chứ định tĩnh hoài tứ niệm xứ là trật. Còn niệm động thì con viết đúng, niệm động là tâm còn phóng dật, còn khởi niệm thiện hoặc ác. Đó là đúng về cái phần mà trả lời của con hết rồi. Vậy thì còn Diệu Hiền thì làm lại cái bài của con chưa hết, chưa đủ thì con làm thêm, nộp cho thầy thêm, chứ không có gì.
Đó là hết, bây giờ thầy trả lời hết rồi. Bây giờ mấy con còn hỏi gì thêm nữa không con? À, gần hết giờ rồi con. Thôi bây giờ mấy con về sẽ đọc lại bài này. Và buổi chiều nay buổi chiều nay thì thầy sẽ kiểm tra. Hôm qua thầy kiểm tra 4 người, thầy thấy nó còn thừa thì giờ bữa nay thầy cho 8 người. 8 người thì kiểm tra cho nó. Bây giờ 8 người thì Lý Châu, Diệu Tâm, rồi con Lý Huệ, rồi Từ Nguyễn, rồi cô Nghiệm với cô Thảo. Với con nghe không? Rồi, 8 người chưa? Rồi còn 2 người dưới nữa. Tú với cô Nhâm. Rồi. Rồi còn bên đây thầy đi hết cái dọc này thầy mới trở lại với con. Rồi. 2 giờ mấy con đến đây thầy kiểm tra. À, đến mấy con nhớ mấy con xếp mấy cái ghế đó lại cho nó có khoảng trống con. Ai con về.